Ok, hai các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Stormpy Gaming đây. Và mình đã quay trở lại với các bạn tiếp tục trên video trên channel của mình. Ok, và hôm nay thì mình sẽ làm theo yêu cầu của bạn Cung Thành. Thì bạn đó đã comment rất là nhiều comment ở trên cái channel, như là trong cái phần bình luận ở những video mình đăng rồi. Đó chính là bạn đó đã yêu cầu mình làm biệt đội anh em siêu nhân đi phượt trên ngọn đèo Ngoạn Mục gì đó. Mình chỉ đọc sơ sơ như vậy thôi, ok. Và tại vì mình thấy bạn nó comment khá là nhiều rồi, cho nên là hôm nay thì mình sẽ làm theo yêu cầu của bạn đó ha các bạn ha. Và nếu như các bạn nào muốn mình làm theo những yêu cầu nào khác, những ý kiến nào khác thì các bạn cứ mạnh dạn comment ở bên dưới cái video của mình nha. Ok, thì hôm nay thì mình sẽ làm biệt đội cơ động các bạn, biệt đội siêu nhân cơ động ha. Đó, đi phượt hôm nay thì sẽ có 7 anh em. 7 anh em siêu nhân cơ động. Thì hôm nay mình sẽ không cho chạy sơ đồ nha các bạn, mà hôm nay thì mình sẽ cho tụi nó chạy những con xe Sorento, những con xe siêu tốc độ các bạn. Đó, thì cũng lâu rồi mình chưa có đi phượt bằng cái con xe Sorento này. Với lại mình cũng chưa có làm về siêu nhân cơ động đi phượt nữa, cho nên là hôm nay sẵn tiền bạn yêu cầu thì mình sẽ làm luôn ha các bạn ha. Đó, thì hôm nay siêu xe Sorento này là siêu xe siêu nhanh, siêu sáng các bạn. Đó, rất là đẹp. Thì hôm nay mình sẽ cho những người anh em màu nào thì đi xe màu đó các bạn. Đây, chỉnh rất là cực, cho nên là các bạn nếu mà có coi thì các bạn đừng quên để lại cho một like, một subscribe nha, cũng như là ủng hộ mình nha. Ok, thì đây là siêu nhân xanh lá dứa nè, mình cũng không biết nó xanh gì luôn. Đó, mình cho nó chạy con xe màu xanh dương. Ok, đây chính xác là xanh da trời rồi ha, đi giỡn thôi. Còn đây là siêu nhân cơ động màu đen, thì mình sẽ cho nó chạy con Sorento màu đen. Nó viền vàng thì mình sẽ cho nó viền vàng. Còn đây là siêu nhân cơ động xanh dương, xanh nước biển các bạn, thì mình sẽ cho nó con chạy con xe trang luôn. Rồi, con xe phát sáng nhìn rất là đẹp các bạn. Còn đây, đây là siêu nhân cơ động vàng, mình sẽ cho nó chạy con xe màu vàng trắng. Còn hàng này nó nhoi quá ta, nó chạy vòng hoài luôn. Còn đây là siêu nhân cơ động trắng các bạn. What the fuck, đụng nó luôn. Đúng không? Đây là siêu nhân cơ động trắng, cho nên là nó sẽ chạy xe màu trắng. Do là mấy con xe này mình đã chỉnh màu lại rồi. Đó, cho nên là sẽ có những con phát sáng và sẽ có những con không phát sáng ha các bạn ha. Ok. Và bây giờ thì tụi mình sẽ đi lên ngọn đèo Ngoạn Mục như là đời của bạn Cung Thành yêu cầu. Thì trong đây con đèo Ngoạn Mục là chỉ có đây thôi. Ở hôm nay mình sẽ lên đây xem như thế nào ha các bạn ha. Đó, đây là cái chỗ mà thường thường mình lên mình coi ma nữ á các bạn. Đây là chính là chỗ này. Đường này rất là khó đi, khó lên, rất là khó chạy các bạn ha. Đường này thì các bạn sẽ chạy đường thẳng lên. Còn cái này các bạn đi đường hẻm rất là nhỏ, rất là khó đi. Đây, hôm nay mình sẽ chọn con đèo này để mình làm theo ý kiến của bạn Cung Thành. Ok, và mình là siêu nhân đội trưởng màu đỏ. Hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục dẫn cái đoàn này của mình đi các bạn ha. Chứ không bao giờ mà đi phượt, đi lên núi mà để cho nó chạy tự động, nó chạy mình nó là bảo đảm thế nào là cũng hồi mất xác hết cõi mình các bạn, cô đơn lại bóng. Đó, ok. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu thôi ha. Trời, con xe nó nhanh chị các bạn, quá nhanh. Rồi, ok ha các bạn ha. Đấy, đi con xe Sorento này là phải đi buổi tối thì nó mới đẹp các bạn, thấy không? Phải đi buổi tối thì nó phát sáng mới đẹp. Ủa sao tự nhiên mấy con xe này con nào cũng phát sáng hết mà? Chỉ ngặt có mỗi con này nó không phát sáng à, sao kỳ vậy ta? Chắc là chiếc Sorento nó ghét cái thằng siêu nhân vàng đồng này rồi các bạn, cho nên là nó không có phát sáng như chiếc xe này. Còn lại hầu như là đều phát sáng hết ha. Đó, hôm nay là nguyên một biệt đội đi Sorento hơi bị dữ luôn nha các bạn. Tại vì con siêu xe này nó khá là nhanh. Rồi còn mấy kia sao nó không chạy? Đùa à? Sao nó chạy như rùa bò vậy? What the fuck. Đây là một cái bãi đậu xe ở ngoài thành phố các bạn ha. Sao mấy kia nó chạy như rùa bò vậy? Đùa với mình à. Rồi để mình chỉnh lại xem, tự nhiên sao nó chạy chậm dữ vậy. Rồi, ok ha. Đó, để mình chạy lên mình test thử tốc độ coi là xem mấy này nó chạy như thế nào. Rồi, quá ok luôn các bạn. Vậy là quá chuẩn nguyên một cái đội siêu nhân cơ động đi phượt luôn rồi. Đó, rồi nó chạy kìa. Rồi, ok. Quá hoàn hảo cho một cuộc tình luôn các bạn ơi. Quy một dàn xe hả? Siêu nhân cơ động Sorento luôn nè. Trời ơi quá dữ các bạn, quá là hoành tráng luôn ha. Đấy. Chắc là con xe này nó không vét sát chứ nó không dám chạy trước các bạn, nó chạy số đích thấy không? Ok quá dữ, chỉ có con xe của mình là nổi nhất không? Đỏ trắng là nổi nhất nè. Rồi, ok let's go thôi. Ở thằng này sẽ giống cái thằng Lester vậy, không phải. Đi thôi anh em. Tăng tốc thôi. Tại vì bình thường khi mình đi phượt á, là mình sẽ đi buổi sáng hoặc là buổi chiều các bạn ha. Lúc đó thì trời sáng ban ngày mình dễ đi hơn, đường nó cũng dễ chạy hơn nữa. Nhưng mà hôm nay mình chạy con xe Sorento này là mình bắt buộc phải đi buổi tối thì nó mới ánh lên được hết cái vẻ đẹp của con xe Sorento này các bạn ha. Đó. Cho nên là hôm nay mình sẽ chọn cái buổi tối để mình đi. Ok anh em, mình đi rất là thẳng hàng, nghiêm túc, giống như là biệt đội Siren Head vậy các bạn. Cho nên là mình cũng không cần phải lo về cái khả năng mà lạc đoàn hay là lạc thành viên ha. Nhưng mà như mình thiếu hai người rồi, 2, 4, 5 đúng rồi, mình thiếu hai người rồi, hai kia nó mất tiêu rồi. À đây các bạn, do là hồi nãy chắc là đang đợi đèn đỏ hay sao á, cho nên là nó chạy lên hơi chậm ha. Ok, vậy là mình đã đông đủ rồi, bắt đầu tiếp tục thôi. Đi thôi anh em ơi. Ủa sao hai kia nó chạy chậm như vậy? Đây rồi, nó chạy lên rồi. Đấy, quá dữ, thắng két luôn. À, tiếp tục. Ê, kia chạy lộn rồi, lộn địa chỉ rồi, sao địa chỉ rồi. Lúc nào mình đi ngang qua khúc này nó cũng bị lộn địa chỉ hết các bạn. Chứ mẹ bên kia nó bắn súng gì lùng xùng mình xèo bên kia luôn rồi. Rồi không quan tâm các bạn ha. Chạy trước. 36 kế chạy thượng sách các bạn, không nên đụng chạm mấy thằng tội phạm nữa. Nó bắn tét não hết. Trời ơi. Đây là cái con đường này là cái con đường của những anh em siêu nhân cơ động, chọn này chạy lắc ghê vậy. Có mày chạy làm gì mày gung ghê vậy? Ở xe mày có chế độ massage không mày? Nó vừa chạy vừa gung vừa lắc rồi ghê không? Ở đu. Hôm nay đồ có con hưu con nai gì nó ra đuổi xe mình luôn nè, nó chạy ngoài đường luôn nè. Ghê vậy? Má xong chạy vô gần đi ông nội, má chạy ở đây hồi xe đụng chết bây giờ. Này ngu rồi, trời ơi. Ghê thiệt chứ. Má nó chạy ngược chiều, nó chạy bao hết đường luôn các bạn. Đâu rồi, nó đâu mất tiêu rồi. À nó chạy vô gần rồi. Thấy không? Mình đi phượt vậy thôi chứ mình thấy động vật là mình cũng thương lắm á. Ok. Để bây giờ mình thử mình nằm xè luôn ha, nằm xè đá số luôn các bạn ha. Để xem mấy cái thằng fan của mình theo kịp. Trời, thằng kia nó chạy ghê vậy. Nó đua ghê vậy. Đó các bạn, nó đua sát mình luôn á chứ không có thúc thua mình đâu. Đó, chạy vậy mới đã các bạn. Cái này là giống như đi đua xe rồi chứ không phải đi phượt nữa rồi. Mình chạy nhanh quá hồi nó chạy té xe chết luôn các bạn. Ồ, chạy ban đêm là mấy con xe Sorento phát sáng này phải gọi là quá đã, không còn gì bằng luôn các bạn ha. Đó. Sáng hết nguyên cái khu đường rồi luôn. Ok, để mình xem gần tới chưa. À gần tới rồi các bạn ơi, cũng không còn xa lắm mà nó gần lắm rồi, không còn xa lắm đâu. Không sáng hết nguyên khu đường luôn. Thôi chết mẹ bullet tí gì. Nó tưởng đâu mình đua xe với mình chứ ai dẹ với bên kia. Đâu rồi, để coi mấy thằng fan của mình đâu rồi. Ủa sao bớt hết hai thằng rồi. Để mình chạy nó có chạy lộn đường này đâu. What the fuck. Rồi để mình đếm lại coi, 2, 4, 5. Rồi lạc mất cái thằng để mình lạc mất siêu nhân vàng với lại siêu nhân đen rồi. Ồ lạc cái này làm sao phải điểm danh ở đây. Thật là đáng tiếc đó mà. Rồi nếu mà lạc thì mình bỏ luôn các bạn ha. Do là hồi nãy mình chạy nhanh quá cho nên là chắc tụi nó đánh lẻ rồi. Đấy, chắc siêu nhân vàng là siêu nhân đen này đánh lẻ các bạn. Nó chơi 2 người rồi. Nó không thích chơi 7 người, nó thích chơi 2 người. Để mình kiếm lại lần nữa coi có không. Rồi không có luôn. Không biết nó chạy đâu luôn. Cái này là tín hiệu lên đây là thua rồi. Lên gần lên gú mà không có thể nào liên lạc được các bạn. Mình kiếm thấy coi nó có chạy trong đây, nó núp lùm trong đây không. À không có luôn các bạn ơi. Thôi không chờ nữa ha, mình đi luôn. Có 5 thằng thì mình đi 5 thằng vậy. Ok. Lần này thì mình sẽ chạy và mình cầm chừng thôi ha. Không có chạy như bạc mạng như hồi nãy. Để chết mẹ, tội phạm. Để súng ra. Có gì chơi nữa. Nó không, nó bắn chết anh em của mình. Ok. Bán này nó cứ hay lãng giảng đây lắm các bạn. Đi luôn, đi luôn, chạy luôn, chạy luôn. Ê kìa kìa, có lại kìa. Ở đâu tự nhiên nó chui ra vậy? Hồi nãy rõ ràng là mình mất dấu rồi mà. Đúng không? Nó lại quay trở về với đoàn, đúng không? Mình tưởng nó là mất dấu á, thằng xuyên vàng là xuyên đen rồi. Nhưng mà quá hên, quá may mắn là vẫn đủ anh em ha. Đấy. Ở khúc này thì mấy cái đoạn đuối này nó khá là xa thành phố. Quá đã các bạn, con xe này mà chạy buổi tối là quá đã luôn. Ở sao mất rồi, mất nữa rồi. Ờ đang đằng sau đang đổ lên các bạn ha. Ồ trời ơi quá đẹp. Giờ mình mới hả hiểu được cảm giác đi Sorento mà đi nguyên đoàn buổi tối nó đã như thế nào. Rồi để mình coi sắp tới chưa. Rồi cũng sắp tới rồi các bạn. Đây đây là cái đường mà mình đi lên nè. Mình đi lên cái núi nè. Mình sẽ đi vào trong đây. Đây mình đi, để mình coi cái đường mòn đi dễ hơn. À bên đây thì nó sẽ gần hơn các bạn. Bên đây thì nó sẽ gần hơn ha. Bên kia nó dễ đi hơn. Rồi giúp mẹ té con mẹ nó xe rồi. Đứng vậy lụm xe lên ba. Rồi ok. Thằng kia lụm xe rồi mình tiếp tục mình di chuyển thôi ha. Đây. Cái đoạn đường này hơi khó đi nha. Rồi những người anh em này không thích, không đi được đường này rồi. À mình nhớ rồi, cái đoạn đường này là cái đoạn đường không có chính thống các bạn. Cho nên là tụi nó sẽ không đi cái đường này. Mà mình phải bắt buộc mình đi từ khúc này, đúng không? Mình đi khúc này á, mình đi lên á thì tụi nó mới chạy theo được. Đây. Ok anh em luôn, anh em thích thì mình chiều luôn. Sáng hết quyến khu vực luôn các bạn. Đúng không? Giờ ở khu này cũng giống như là của tụi mình rồi. Thằng nào gới vô là tụi mình đập tại chỗ luôn. Rồi anh em quẹo lên cầu nè. Đó đi cái đường này thì nó mới dám đi các bạn ha. Đấy nó mới đi được. Mình nhớ rồi. Rồi quá đông quá đã luôn các bạn ơi. Tuyệt vời ông mặt trời. Nó vô đây là thấy bắt đầu căng rồi đó các bạn. Vô đây mình nhớ là hồi kỳ mình có đi lên cái ngọn núi này mình đi phượt hết một lần rồi. Có rất là nhiều anh em của mình bị rớt này các bạn. Tại vì nó chạy đâu có quẹo quẹo giúp như mình vậy đâu. Nó chạy là cứ một đường thẳng nó chạy tới mình thôi. Cho nên là mình phải chạy từ từ. Thôi mình chạy để cho nó kè kè sau mình á. Để nó chạy mới được. Đấy bắt đầu từ đỉnh núi này nè. Ở đây có xe của thằng nào tự nhiên bỏ đây nè. 2 chiếc luôn. Đấy bắt đầu vô đường mòn là bắt đầu là tụi nó chạy là không có bao giờ mà theo hàng theo lối gì hết. thôi các bạn, nó bị kẹt rồi, tụi nó bị kẹt rồi, thấy chưa? Hay là tụi này muốn bỏ cuộc. Địch cụ tụi bay. Tụi bay muốn bỏ cuộc à? Chắc rồi, thấy kẻ thúi quá cho nên là tụi nó muốn bỏ cuộc cái sao nè. Và bây giờ là nếu mà lên cái đèo này là mạnh nở đi nha. Còn nào gớt là bỏ nó luôn nha các bạn. Đấy, các bạn thấy cái đèo ghê chưa? Cái đèo nó còn ghê hơn cái đèo cao nhất trong GTA 5 gấp mấy lần nữa. Với lại đường đi nó không có rõ ràng. Ok, nhưng mà anh em vẫn đeo bám rất là quyết liệt. Đây đây. Rồi đó, mình nghe thấy một anh em nó bị rớt này rồi đó các bạn. Để mình xem thử coi. Mình vừa chạy mà mình phải vừa coi chừng anh em không. Đâu rồi, thằng kia đâu rồi? Nó té xong cái nó mất tiêu luôn rồi. À, đừng nói té núi chết luôn rồi nha. Hay nghi lắm á. Đâu rồi? Không thấy xác luôn các bạn ơi. Rồi vậy là tụi mình đã bị mất hết một người anh em rồi. Té núi rồi các bạn ơi. Để mình xem thử. Rồi nó đụng cái nó mất xác luôn. Rồi vậy là tụi mình bắt buộc là phải bỏ cái thằng này rồi. Thằng siêu nhân đen các bạn ha. Hôm nay nó đang thua lùi luôn rồi. Ok, mình tiếp tục đi thôi. Nếu như mà nó rớt ở đâu á mà nó chèo được thì nó sẽ tự động leo xe và chạy tới chỗ mình thôi. Trời ơi, đi cái đường này kìa. Chắc là mình nghĩ là có thêm 1-2 anh em nữa sẽ bị rớt nại chỗ này luôn. Ok, quá ngon. Quá đã, quá dữ. Vẫn tiếp tục đi được nha. Đó, và mình đã làm theo yêu cầu của bạn Cung Thành vượt đèo Ngoạn Ngục thôi các bạn ha. Cái này là địa ngục luôn chứ không phải là ngoạn ngục nữa. Trời, nó té kìa, nó bay kìa. Trời ơi, rớt hai nài luôn. Trời ơi, chiếc xe rớt kìa. Rồi có xác ở đâu. Rồi mấy thằng kia nó chạy đâu mất tiêu luôn rồi. Mình phải đem nó về cái quỹ đạo của tụi mình mới được. Rồi, ok. Đó. Rồi còn cái bà siêu nhân vàng nó mất tiêu rồi. Rồi, bà này có chúng xong rồi. Thôi nhưng mà không sao các bạn. Tại nãy mình nói là mình nói giỡn cái thôi. Chứ khi mà tụi mình tới một cái địa điểm nào đó bất kỳ á, tụi mình gặp chuyện gấp á, thì tụi mình có thể là liên lạc được với nhau ha. Có thể là tập trung lại được. Tụi mình có những cái radio định tiến các bạn. Tụi mình có thể là chạy được. Đấy, các bạn thấy cái đèo này rất là ghê không? Đèo đúng cái đèo ngoạn ngục luôn các bạn. Đâu rồi, để mình coi siêu nhân vàng nó tiêu rồi. Thôi kệ luôn, mặc kệ luôn các bạn ha. Vậy là hôm nay mình còn được mấy người ta? 2, 4, 5 người. Ok, vẫn khá là thành công đấy các bạn. Rồi, chạy đụng quá luôn. Ok. Rồi mình nhớ là ở trên đỉnh núi này nó có một cái căn nhà các bạn ha. Rồi té nữa hả? Ơi, lụm xe lên, lụm xe lên. Đó, xe là mua mấy triệu đô á con. Rồi thấy nằm đóng luôn rồi. Còn mấy thằng kia đâu mất tiêu rồi. Mấy này nó chạy cái đường gì á. Bay nè, bay nè, bay nè, bay đó, bay. Lụm xe, lụm xe, lụm xe. Té mà là kinh khủng luôn. Rồi thêm một anh em rớt này nữa, rất nhiều anh em luôn. Cái này là theo cầu của bạn Khung Thành đi vượt đèo ngoạn ngục khá là khó luôn rồi. Đấy, như hồi nãy mình nói thì những anh em nào bị rớt này thì những anh em nó sẽ bị thua ha. Còn những anh em nào mà còn đi theo mình được á thì những anh em nó ok. Đây còn được 3 người. Đây mình sẽ thử coi là những ai là còn đi theo mình được hay không ha. Ok, lên đây là cũng đã một thành công rồi đó. Đây mình sẽ đi lên cái chỗ anten kia là ok nha các bạn. Chết mẹ, chạy đường bậy bạ rồi. Mình cũng không biết đường nào để chạy luôn. Đường đi quá khó các bạn ơi. Rồi hang lính của mình đã mất tiêu rồi. Nó chạy điên, nó chạy khùng gì luôn rồi. Mất tiêu luôn. Rồi mình chạy mình luôn các bạn ơi. Chứ nó là nó chạy hết nổi rồi đó. Thấy xong phim rồi đó. Tụi nó là fail quá, fail rồi. Ok, ra chưa? Mình đã lên được một cái ngọn đèo rất là ngoạn ngục các bạn. Đây và trong nguyên một đoạn thì bây giờ chỉ có được mình siêu nhân đỏ lên được tới đây à. Thấy không? Ghê chưa? Quá ghê. Rồi, nhưng mà sao tự nhiên ở trên đây nó có căn nhà trên đây ta? Cái căn nhà này là cái trạm anten hả? Đúng không? Rồi để mình coi thử coi. Nhưng mà không sao các bạn, lát nữa những người anh em siêu nhân cơ động của mình nó cũng sẽ chạy ở đây thôi. Nó cũng sẽ chạy được trên đây thôi ha. Ok, như vậy là mình đã lên cái ngọn núi vượt đèo ngoạn ngục này thành công rồi các bạn ha. Theo yêu cầu của bạn Cung Thành. Ok, và cái video của mình tại đây kết thúc ha. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Và các bạn đừng quên để cho mình một like, một subscribe để ủng hộ mình như là biệt đội siêu nhân cơ động này các bạn ha. Vượt đèo rất là khó khăn, rất là vất vả các bạn. Đó. Và nếu như các bạn có ý kiến hay có bình luận gì thì các bạn cứ comment ở bên dưới video này của mình nha. Ok, và mình là Stormpy Gaming. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau trên channel của mình.